Va chạm giao thông với ô tô, người phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk bị cuốn vào gầm xe, kéo lê trên đường khoảng 10 mét. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân đã hô hoán để ô tô dừng lại, đồng thời hợp sức nâng ô tô để cứu người phụ nữ gặp nạn. Theo camera an ninh, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 23 tháng 7, chị Nguyễn Thị Hằng, 33 tuổi, chạy xe máy trên đường Yut, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này ô tô do Nguyễn Văn Đức, 70 tuổi, cầm lái đang chuyển hướng sang trái để đi thẳng đã tông trúng xe của chị Hằng. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bất tỉnh. Lúc này tài xế ô tô bất ngờ đạp ga, khiến xe lao thẳng về phía trước, cán qua người nạn nhân, kéo lê khoảng 10 mét mới dừng lại. Phát hiện sự việc, hàng chục người dân xung quanh đã đến hỗ trợ, cùng nâng ô tô để cứu nạn nhân. Sau vài phút, nạn nhân được cứu từ gầm xe ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương sườn, đa chấn thương. Nhận tin báo, công an thành phố Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, người đàn ông lái ô tô thừa nhận do luống cuống, không làm chủ tay lái, đã đạp nhầm chân ga khiến cho xe lao nhanh, không kiểm soát được, gây ra vụ tai nạn.